Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay cái chuối Tây Thái Lan lùn bên nhà mình. Đây thì đấy, cây chuối nó chỉ cao có hơn 2 mét thôi. Đây, buồng chuối đây. Đây, cái đây buồng chuối đây mình đấy đứng dưới đất là mình với được buồng chuối này. Đây. Còn đây mình đứng dưới đất đây. Đấy. Đấy cái chuối lùn này thì cái buồng nó nói chung là cũng rất thấp. Đấy. Nó chỉ cao khoảng 2,6 m là cao nhất. Gần như cây nào cũng có buồng luôn, vì trồng cái chuối này ấy là trồng cùng một thời điểm thì nó sẽ chỗ cùng một thời gian luôn đấy. Thì cô chỗ cùng một thời gian thì chuối này ấy, thì nói chung là nó cũng rất rất dễ trồng. Cái chuối này nó dễ trồng là vì lý do làm sao, vì cái này là chuối này là nó chỉ có ưa độ ẩm thôi, nó càng ẩm ấy thì nó càng càng phát triển được, nó càng dễ, nó càng càng phát triển nhanh thì cái buồng nó càng to đấy, như thế này đấy, mọi người nhìn đây. Đấy. Thì cái khoảng cách trồng ấy thì trồng từ cây nọ tới cây kia là 2,5 m, hàng cách hàng là 3 m. Khi mà mình đào hố ấy, thì mình đào hố từ sâu là từ 20 đến 30, rộng cũng từ 20 đến 30, hố vuông luôn, xong mình thả cái củ chuối xuống. Mà khi mà mình lấy củ chuối giống về là mình có những củ to, có những củ bé, thì mình nên là lọc cái củ to ra riêng để mình trồng về một chỗ. Đấy, trồng củ bé riêng về một chỗ, làm sao để khi mà mình thu hoạch buồng ấy là nó à quên khi mình chăm sóc ấy là nó sẽ mình sẽ bỏ phân cái chỗ củ to là mình cho ít hơn, cái củ bé mình cho nhiều hơn để cho nó phát triển đều. Mà cái cây nào mà nó kém kém hơn mình phải chăm sóc thêm một tí nữa cho tăng phân lên, cho tăng phân lên để cho nó phát triển cho nó đều nhau đấy. Cái chuối này thì gần như là lúc nào nó cũng phát triển, trồng cùng một thời điểm thì nó chỗ cùng một thời gian. Đấy, gần cây nào cũng có buồng luôn. Đấy, thấp lùn cùn. Đấy, thì có bác nào có nhu cầu mua chuối giống thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0779 335 899. Em tên là Thảo. Đây, buồng chuối đây. Rất thấp đây. Đấy. Quả rất đẹp. Cây rất xanh. Đấy. Đấy, cây thấp nhá. Đấy, đây mình đứng dưới đất đây. Chứ không phải là cái gì cả. Chào tất cả mọi người nhá.